Yeah.
Dạ, TV 256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em người Việt khắp nơi trên toàn thế giới nha. Qua cái hình ảnh mà TV thấy đó thì hình ảnh của cô Nguyễn Thị Loan đang cầm cái hình của người con trai của cô Nguyễn Thị Loan là anh Hồ Duy Hải. TV xin thưa chuyện với quý anh chị em, Hồ Duy Hải đây đó là một thanh niên trẻ đã bị kết tội rằng là giết hai người cô con gái ở bưu điện Cầu Voi ở tỉnh Long An. Và hôm nay TV 256 có cuộc phỏng vấn đặc biệt với cô Nguyễn Thị Loan là mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Xin mời cô Nguyễn Thị Loan gửi lời chào với tất cả quý anh chị em trên toàn thế giới ạ. Dạ, thưa, xin chào Đài TV 256 và nhà bà. Dạ, tôi xin chào thế giới cộng đồng và tất cả các nước Hoa Kỳ trên thế giới. Dạ, một lời chúc sức khỏe trân trọng đến. Dạ, thưa chị, thưa cô Nguyễn Thị Loan, cô có vui lòng kể cho thính giả của khắp nơi trên thế giới về cái câu chuyện mà của tử tù Hồ Duy Hải không, thưa cô Nguyễn Thị Loan? Mời cô. Dạ thưa, con tôi là mẹ, tôi là Nguyễn Thị Loan, là mẹ ruột của tử tù quan Hồ Duy Hải đã bị kết án quan suốt 12 năm qua. Thì trên đường tôi đi đòi công lý và công bằng cho con trai tôi, xuyên suốt 12 năm đi ra hai miền, từ miền Nam ra miền Bắc tôi đi rất là thường. Đơn từ thì tôi trên 2.000 bộ rồi mà tới nay cũng không được một cái cơ quan có thẩm quyền nào chỉ đạo thả Hồ Duy Hải con trai tôi ra. Gia đình tôi thật là đau khổ và ly tán. Con thì ở trong nhà giam bị quan, còn mẹ thì ở ngoài cứ lặn lội, cứ đi ra ngoài Hà Nội để mà gửi đơn trực tiếp. Tại vì trên 2.000 bộ rồi mà cũng không thấy có một cái sự trả lời nào và chỉ đạo để thả Hồ Duy Hải con trai tôi ra. Thì thật là nỗi đau thương mất mát thì quá khổ với gia đình tôi nhỉ. Trong khi đó dấu vân tay hung thủ để lại tại hiện trường là không phải là 10 ngón in điểm chỉ của Hồ Duy Hải con trai tôi, là chứng cứ ngoại phạm rất là rõ ràng. Để Hồ Duy Hải tôi không, nếu như ở nước ngoài là người ta, luật sư Nguyễn Văn Đạt của tôi đã từng nói, nếu như trường hợp của Hồ Duy Hải ở nước quốc tế thì không bị ở tù một ngày nào hết. Còn ở Việt Nam thì nhốt con tôi tới 12 năm qua rồi. Thật là những chứng cứ là toàn là ngụy biện vu khống vậy ạ. Thưa chị, cái chứng cứ mà ngoại phạm đó chị là có cái đơn từ như thế nào đâu, chị có thể cung cấp cho quý khán thính giả được không thưa chị? Dạ thưa, được, tại truyền hình 256 tôi xin đưa lên cái trang này và tôi sẽ... Dạ thưa, đây, phòng cảnh sát hình sự của tỉnh Long An BC158 đã trả kết quả ngày 14 tháng... 1 năm 2008. Chị, 1 năm 2008 đã trả kết quả giám định là xác nhận không phải Hồ Duy Hải con trai tôi. 10 điểm chỉ của Hồ Duy Hải tại hiện trường, cái đó là của hung thủ là người nào mình không có biết, nhưng mà chị, các cơ quan cứ vu khống con trai tôi, không cho con trai tôi ở ngoài mà đã nhốt 12 năm qua. Chứ đây là thật sự là chứng cứ ngoại phạm rõ ràng của Hồ Duy Hải con trai tôi nhỉ. Cô Loan ơi, cô Loan, cô làm ơn đọc cái đoạn mà cô gạch mấy cái dòng xanh đó cho quý khán thính giả đọc hết toàn bộ cái đó như thế nào để khán thính giả được biết cô. Dạ thưa, công an tỉnh Long An, phòng kỹ thuật hình sự số 158 KLBC21 bản kết luận giám định và trả về kết luận giám định. Các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án xảy ra ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại khu vực Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên bản chỉ của Hồ Duy Hải. Rồi. Năm 1985,
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú dạ. Rồi. 129 xẹt 39 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú là ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Gửi đến giám định và hoàn lại mẫu giám định gửi gửi trả trở về đó dạ thưa rồi, thầy. Rồi có bao nhiêu chữ ký xác nhận ở trong đó gì cô Loan? Có dạ, những cái tên. Giám định Quỳnh Thanh Hiền, cơ quan giám định kế toán kế toán trưởng phòng, phó trưởng phòng trung tá Quỳnh Văn Hiền ạ. Dạ thưa dạ. Đã về giám định ạ. Ngoài cái tài liệu nào này đó, cô còn có thể có cái tài liệu nào mà cô cảm thấy cần phải đưa ra cho khán thính giả biết để coi như là bằng chứng dạ. mà anh Hồ Duy Hải là người vô tội? Dạ thưa, cái đêm mà cơ quan cảnh sát điều tra, ông phó phòng cảnh sát hình sự tỉnh Long An đã lên nhà và xét nhà, là nhà tôi không hoàn toàn không có cái gì gọi là chứng cứ Hồ Duy Hải lấy tại hiện trường hết, thì ông phó phòng cảnh sát điều tra hình sự ở tỉnh Long An, ông mới lên ghế ông ngồi, ông thở ra, ông nói với lính ông là vô mở tủ con gái của bà đó, bà Loan đó, mượn có cái gì mượn hết, thì vô tủ con gái của tôi là con gái thì nó có chuỗi chồng rồi chứ đi đâu về đó lột ra, con gái nó kỹ vô bếp mà xưa ở quê bằng cá bằng tro bếp đó, nên là con gái tôi nó không có đeo. Thì công an mới mượn 4 chiếc cà rá mới nhất của con tôi là để về, rồi vu khống lên nói là 4 chiếc cà rá của Hồ Duy Hải ta lấy của hai cái cô gái đã mất tại hiện trường bưu điện Cầu Voi là hoàn toàn vu khống cho con trai tôi. Thì đây là cái quyết định biên bản thi hành án dân sự tỉnh Long An, biên bản trả tài sản theo án tuyên, căn cứ quyết định thi hành án số 237 ngày 17 tháng 8 năm 2009 của trưởng tòa THI tòa án dân sự tỉnh Long An, căn cứ biên bản họp giải quyết xử lý tan vật ngày 8 tháng 10 năm 2009 của tòa án dân sự tỉnh Long An, viện kiểm sát tỉnh tỉnh Long An, phòng cảnh sát điều tra phòng BC22 công an Long An, hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2009 hồi 15:30 tại tỉnh Long An, tòa án dân sự tỉnh Long An, chúng tôi gồm biên bản giao tài sản bà Nguyễn Thị Thuận chấp hành viên tòa án dân sự tỉnh, ông Trần Quốc Việt kế toán trưởng tòa án dân sự tỉnh, bà Đinh Thị Mỹ Nhung thủ kho tòa án dân sự, viên nhận tài sản bà Nguyễn Thị Loan là dưới sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Hải kế kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tài sản giao nhận gồm 4 nhẫn kim loại 1 trắng 3 vàng của bà Nguyễn Thị Loan đã nhận đủ số tài sản nói trên và xác nhận đúng tài sản của mình, không có ý kiến gì khác, bà Loan hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản kể từ thời điểm nhận biên bản lập xong lúc 16 giờ cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe, không có ai có ý kiến gì khác và thống nhất ký tên vào biên bản. Dạ thưa, đúng là tài sản của tôi xin nhận về. Dạ thưa, ở đây là cái ký tên của ba bên. Thì cái ngày mà lấy vàng xong thì vu khống nó Hồ Duy Hải con trai tôi lấy tại hiện trường thì nó quá vô lý và vu khống trắng trợn một cách là không thể chấp nhận được. Dạ thì khi ở dưới đây thì có thủ kho đã ký và vàng của tôi thì tôi ký ở đây, con gái tôi thì tôi đại diện ký ở đây. Dạ, xin đài TV256 cũng nhìn và thấy cái bất công ở vụ án của Hồ Duy Hải thật là rõ ràng. Đó, quý anh chị em khán thính giả thấy đó là cái cách hành xử của những người công an. Họ tại sao họ lại phải mượn cái 4 cái nhẫn vàng đó của con gái, của coi như là em của Hồ Duy Hải như vậy, để coi như là cái bằng chứng như vậy? Lạ lùng không? Rồi xin phép chị cô Loan.
Cô Loan kể cho quý khán thính giả về cái sợi dây nịt mà bị đốt cháy gì đó. Cô Loan nói về cái rác gì đó thì đốt quần áo gì, thì cô Loan kể cho quý khán thính giả nghe về cái sự việc đó không thưa cô? Dạ thưa, đây là tôi xin trình bày với cộng đồng quốc tế và tất cả thế giới của cộng đồng mình và thế giới tất cả Hoa Kỳ thấu hiểu dùm những cái oan ức của Hồ Duy Hải, con trai tôi, là mẫu than tro gửi giám định thành mẫu than tro giám định không đủ yếu tố kết luận có thành phần các nguyên liệu làm ra dây thắt lưng quần áo và xiên cạp. Vậy mà cơ quan cảnh sát điều tra cứ 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 là cũng như là vu khống, là nói là đây là đúng, Dạ thưa cô Loan, là mẫu là than cái tro quần áo và xiên cạp, nhưng đây là kết quả đã trả về. Dạ và cái TV dạ 256 thưa, và đây khán thính kết giả muốn quả biết đã á, trả về. cái điều đó TV256 và khán thính giả không không cần biết điều đó đâu cô Loan. Dạ. Cái khán thính giả cần biết đó rằng là khi mà công an đến nhà cô họ làm cái gì? Họ bơi mối trong đống rác mà họ tìm ra được cái than rồi cái này cái nọ. Cô kể dùm cái cảnh đó đi. Tại vì đó cái khi mà khi họ bắt anh Hồ Duy Hải đó là sau 2 tháng rồi, thì họ thấy cái bằng chứng như thế nào là cái than của sợi dây nịt với quần áo của anh Hồ Duy Hải, họ cho là anh Hồ Duy Hải đốt những điều đó. Thì cô có thể kể lại về cái đống rác, cái tro tàn đó cho quý khán thính giả nghe, cái đó người ta mới thích nghe hơn là những cái gì mà viết ra. Mời Dạ mời cô à. dạ dạ à, dạ xưa xin kính xin trình bày cho thế giới cộng đồng và quốc tế, còn còn thể thế giới cộng đồng và quốc tế và thế giới như này. Sau vụ án xảy ra là 68 ngày, là hơn 2 tháng, thì Hồ Duy Hải con trai tôi chỉ là một cũng như là trong đội bóng xã Nhị Thành, thì đội bóng này với đội bóng kia thì có hay cá độ thì uống nước đồ vậy đó, thì họ mới là muốn kiếm một người dân đen thấp cổ bé miệng để mà nhét vô, thế cho một hung thủ thật sự là ai đó thì tôi cũng không có muốn quan tâm nữa, muốn con đưa ăn là được trả về thôi. Thì họ mới nói là gắn để gì, dùng một cái gì đó để gắn ghép cho Hồ Duy Hải con trai tôi, thì vô nhà bươi móc cái đống dũng độn giống như hồi nãy giờ tôi đã trình bày với quý vị đã vừa nghe qua đó. Thì họ tự đào lên rồi tự bươi móc rồi tự suy diễn rồi tự vu khống, chứ thật sự hoàn toàn là không có cái quần áo và sim cạc với nịt gì cả. Dạ chỉ có là cơ quan cảnh sát điều tra muốn là đem người dân đen thấp cổ bé miệng như Hồ Duy Hải con trai tôi để gán ghép vô một cái tội giết người để mà thế cho hung thủ thật sự, tôi không muốn nói ra, thì chỉ giờ tôi chỉ mong là con đưa quan trả con tôi về thôi. Dạ Dạ, dạ thưa. cô Loan, khi mà những người công an đó họ vào nhà cô, thì cái đống rác là ở đâu đó, đó thưa cô? Nhà cô có cái đống Dạ rác thì nào để họ bơi mối ra cái sợi dây nịt với quần áo, họ hô là đã bị cháy? Cô kể lại những cái điều đó mới quan trọng cô, đặng 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 chứng tỏ là anh Hồ Duy Hải không 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 có tội. Thì cô kể rành rẽ về nhà cô có đống rác như thế nào và làm sao để mà khán giả cần biết điều đó lắm cô, thưa cô. nhà tôi thì tôi và đứa em gái tôi ở chung một cái ngôi đất, một công đất đó, thì hai cái nhà sát bên thì nấu chung nhau một cái bếp củi, thì cho đổ thốt cũng dục vô đó, rồi tất cả đi chợ về cái gì là
gốc rau hay cái gì đó, cắt rau muống lặt cũng dục vô đó, tất cả đều dục vô đó hết. Thì công an lên diễu của Hồ Duy Hải mới chạy theo nói, trời đất ơi, nhà ở quê thì người ta sinh hoạt là người ta phải có rác, có rác là đâu có cho rác đâu thì phải đốt thôi. Các ông trời đất ơi, hung thủ ở đâu, các ông bắt các ông vô đây, các ông vô sống mà trong khi đó cảnh sát điều tra hình sự thì mặc quần túi họp không à. Thì em tôi nó theo nó giữ, thì đuổi em tôi vô giữ của Hồ Duy Hải á, đi chị đi vô đi, chị làm ra gì giữ tôi. À, em tôi, em gái tôi nó mới nói là trời đất ơi, bây giờ tôi án quan thiếu gì, các ông mà bỏ đồ vô túi quần các ông lên hay các ông giục rồi các ông chôn dưới đất rồi, ông môi lên ông nói là cháu tôi là hung thủ đâu có được. Là em tôi nó bận công việc ở trong nhà và nó có điện thoại là tôi phải chạy ra, thế thì cũng đuổi tôi vô y chang vậy. À, bà làm ra đây làm gì mà ra đây đứng giữ tôi nói phải giữ chứ đâu có để các ông được, tại vì các ông vô khống. Bây giờ là trường hợp ở Thủ Thừa là cũng có nhiều vụ án quan vừa qua đó. Dạ thưa quý cộng đồng trong nước và quốc tế hiểu giùm ạ. Rồi họ bươi móc lên, họ lấy cái bịch mũ đen, ôi trời trời đời nào đâu, họ nói là Hồ Duy Hải lấy cái bịch đó đó đựng đồ đem ở vụ án đem về rồi bỏ vô đó đốt, rồi bỏ quần áo và xin cả họ lấy ba cái thao cái rổ nhà tôi xài nó bể đó. Dạ bể thì phải dục ra cái đống rác rồi họ lụm lên họ đi, họ vu khống là cái sợi dây nịt. Rồi như ở quê á, áo gối mùn mền thì cũng vậy hả, cũ cứ quăng vô đó là đốt rồi, thì họ lụm lên lụm để mà vẽ chuyện á, ở quê người ta nói là vẽ chuyện, cũng như là không có tội đánh là thành có tội, đánh là mình phải nhận tội, không còn không có nhận tội họ chịu chết hay sao. Giờ 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 thưa là tôi trình bày cũng không biết nói gì hơn nữa. Dạ cảm ơn cô Xuân rất nhiều, đó là những điều mà TV 256 và khán thính giả rất thích.